Rồi chúng ta sẽ đi đến cái phần từ vựng nâng cao ha. What are cybersecurity threats? Mình có thể tạm dịch ở đây là đó là những cái mối nguy cơ, những cái nguy cơ về an ninh mạng ha. Ok, cybersecurity threats, những cái nguy cơ về an ninh mạng ha. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu là nguy cơ về an ninh mạng đó là cái gì. Cybersecurity threats, những cái nguy cơ về an ninh mạng, nó reflect là nó phản ánh lên cái the risk of experiencing a cyber attack, những cái rủi ro về cái sự một cái sự trải nghiệm trải qua một cái cuộc tấn công mạng ha. Cyber attack có nghĩa là cuộc tấn công mạng ha. Cyber attack is an intentional and malicious effort, đó là một cái nỗ lực có mục đích, có chủ đích ha. Intentional là mục đích, có chủ đích, and malicious rất là độc hại ha, chung là nó sẽ ảnh hưởng xấu đến mình. Malicious by an organization or an individual to breach, you know, the system of another organization or individual. Nó là một cái sự nỗ lực, đầu tiên cho nó là một cái sự nỗ lực có chủ đích và nó xấu ha, nó không tốt. Nó được làm bởi một cái tổ chức hoặc là một cái cá nhân nào đó để mà phá vỡ breach, phá vỡ hoặc là làm hỏng đi cái hệ, những cái hệ thống, những cái system của những cái tổ chức khác hoặc là những cái cá nhân khác. Thì cái the attacker's motive đó là cái gì? Motive là cái gì? Motive ở đây mình có thể tạm dịch đó là cái động cơ ha. Động cơ của những của cái kẻ tấn công có thể include bao gồm nè. Thứ nhất, information theft là đó là cái gì? Ăn cắp thông tin. Financial gain, mục đích để nhận lại cái về cái tài chính, có nghĩa là mục đích kiếm tiền á. Financial gain ha, mục đích về tài chính nè. Rồi, và cái espionage đó là cái gián điệp ha. Cái sự cái những cái người làm nghề gián điệp cũng có thể dịch là nghề gián điệp đường hoặc là cái sự gián điệp ha, espionage. Đó là tiếp tục là chúng ta có cái sabotage là phá hoại, phá hỏng, phá hư cái gì đó. Rồi ok, đầu tiên ha, vậy là chúng ta có thể tạm dịch trong tiếng Việt là những cái nguy cơ về an ninh mạng nó sẽ thể hiện được những cái rủi ro của cái việc trải qua một cái cuộc tấn công mạng. Thì cái cuộc tấn công mạng có nghĩa là một cái nỗ lực cố gắng của nó có intentional là nó có chủ đích và nó rất là độc hại của một cái cá nhân hoặc là tổ chức nào đó để cố tình phá hoại đi một cái hệ thống của cái cá nhân hoặc tổ chức khác. Thì những cái người, những cái động cơ của những cái người tấn công này á thì nó bao gồm là ăn cắp thông tin nè, để kiếm tiền nè, financial gain á, về mục đích tài chính á, hoặc là mục đích là gián điệp của những cái tổ chức nào đó, ăn cắp thông tin gì đó, hoặc là sabotage, phá hoại luôn, phá hủy đi luôn. Ok, what are cybersecurity threats? Cybersecurity threats reflect the risk of experiencing a cyber attack, and cyber attack is an intentional and malicious effort by an organization or an individual to breach the system of another organization or individual. The attacker's motives may include information theft, financial gain, espionage, or sabotage. That's it.